3 công dụng thần thánh của xà phòng đối với ô tô. Thứ nhất, khử mù xe. Thay vì bạn phải tốn tiền mua tinh dầu, nước hoa, sáp thơm thì hãy chạy ra ngay hàng tạp hóa mua cho mình một chiếc bánh xà phòng về. Bạn đục vài lỗ rồi sau đó để lại trên xe sẽ giúp xe khử mùi và xe sẽ lúc nào cũng thơm tho hơn. Thứ hai là để bôi trơn. Khi anh em sử dụng một chiếc xe lâu ngày, những cái đường gioăng này nó có thể bị rít thì mình có thể dùng những cái bánh xà phòng bôi vào xung quanh cái xe và sau đó rất êm ái. Thứ ba sẽ giúp lái xe an toàn hơn. Khi trời mưa, nước đọng trên gương, anh em có thể sử dụng chiếc bánh xà phòng này lau trên gương sẽ giúp gương hết đọng nước và tầm nhìn quan sát sẽ tốt hơn. Vậy thì nếu bạn chưa biết